Xin chào tất cả các bạn. Ở đây một có một bịch chụp xi nhan ring. Đây là chụp xi nhan ring nha. Ở đây mình có bốn cái xi nhan là hai cái zin với hai cái lô. Mình sẽ giúp cho các bạn phân biệt được. Nhìn vô các bạn sẽ phân biệt cái chụp xi nhan của xe mình cái nào là ring, cái nào là lô nha. Ok. Thì đầu tiên là hai cái 86 trước đi. Rồi. Mà nói cái đời luôn nè, mình nhìn xi nhan vô xi nhan mình sẽ biết là của mình là đời nào, 78, 81 và 86. Đối với những dòng xe 78 nó sẽ xài cái chụp này, đối với sedan thì nó không xài cái chụp này mà xài cái chụp cái xe bầu ra tới đây, nó nhọn quắc nha nè, nó nhọn quắc luôn nha, nó nhọn quắc luôn là sedan. Còn 78 nó sẽ xài cái chụp này, cái nén mà đời cuối nó cũng xài cái chụp này. 81 đời đầu, 81 đời giữa nó xài cái này, 81 đời cuối nó sẽ xài qua cái chụp này, và đến đời 86 thì xài qua đời này, và sau này 86 đời cao, đời đế nhựa thì nó xài cái chụp giống như vậy, nó không xài chụp đây nữa mà nó xài chụp giống như vậy thôi, nhưng mà cái chất liệu nó khác và cái đế nó cũng khác luôn, không gắn chung được. Đó là cách phân biệt đời nha. Rồi bây giờ đơn giản nhất nhìn vô thì mình hay nói đây là chụp của 78 với là 81, còn là chụp 86, đây gọi là chụp bông nha, gọi là chụp bông. Chụp bông là người hàm ý tới cái chụp này. Đó, các bạn thấy hai cái chụp này hoàn toàn khác nhau. Đây là cái chụp bông, còn đây là cái chụp nông có tên chụp bánh ú. Bánh ú là chụp đam, gọi là chụp bánh ú. Bây giờ mình sẽ giúp các bạn phân biệt được chụp riêng hay chụp lô, thì về các bạn coi lại cho cái xe các bạn coi thử cái chụp của mình riêng hay lô nha. Rất là dễ. Hiện giờ trên thị trường chưa có cái chụp nháy, chụp riêng loại này, chưa có chụp nháy, chưa có cái chụp giả, cho nên chỉ có chụp thường và chụp riêng thôi. Thì cái riêng này nó còn đẹp hơn cái cũ đó. Đây là cái lô, đây là cái riêng. Rồi, đối với những cái hàng mà Nhật sản xuất á, thì nó có chữ gia băng trên đó. Thì các bạn xác định vào cái chữ gia băng nó sẽ đúng cho các bạn 97%. Nếu các bạn thay chơi da băng là gì, ok, nó sẽ đúng cho bạn 97%. Còn 3% còn lại là, một là hàng sản xuất mới, cái thứ hai là hàng giả riêng. Thì có những cái giả riêng mình sẽ lấy cho các bạn coi, riêng cái loại này nó không có cái chụp giả riêng nha. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn coi, đây là cái chụp riêng, đây là cái chụp lô này, cái chụp riêng. Các bạn sẽ thấy chữ gia băng ở đây. Đây, các bạn nhìn trên cái tay của mình này nha. Đây, nhìn trên cái tay của mình. Rồi, bóng lại, các bạn thấy chữ gia băng không? Chữ gia băng. Ok. Chữ gia băng nè. Đó. Rồi, sẽ ngồi coi sợ cái camera nó không nét được. Đó. Trên chụp nó có chữ da bằng thì là đồ zin nha. Và mặt dưới của nó ở đây, nó cũng có chữ da bằng luôn. Thấy chưa? Còn những cái chữ này các bạn không quan tâm, tại vì đồ lô là nó có những cái chữ y chang, Stanley y chang. Nhưng mà đồ zin nó sẽ có cái chữ da bằng ở đây. Đây. Đó. Các bạn nhớ là chụp lô nó có một loại nữa là OA bang, chữ O, chữ A, chữ bang, không phải chữ da bang mà OA bang. Thì cái chữ O đó, những người mà lừa các bạn, người ta sẽ lấy cái dao, người ta cạo bớt đi, đứt một nét nó còn lại giống như chữ Z. Cái chữ Z nó giống chữ O, đúng không? Người ta sẽ cạo bớt một bên để nó còn lại giống chữ Z, thì nó trở thành chữ da bang. Nó có một trường hợp nữa, cho nên các bạn sẽ coi kỹ ha, coi kỹ. Đó, nó phải láng đều và láng mịn nha. Còn đối với cái chụp lô này, nó không có, đương nhiên nó không có chữ gia băng rồi, nó có chữ Hoa Kỳ. Đây, HK có nghĩa là Huê Kỳ là một đơn vị sản xuất tại Việt Nam. Huê Kỳ là tiếng Việt đúng không? Một sản xuất tại Việt Nam sản xuất. Còn nó đóng ở đâu thì mình không rõ.
không biết Sài Gòn hay Hà Nội hay Tây Bắc Lạng Sơn gì không biết, đại loại là cái chụp này do Việt Nam làm. Về cái độ trong và cái độ bóng của nó, khi mà các bạn nếu cái người mà chuyên như mình á, thì mình không cần vào mà chữ da băng, mà mình nhìn vào cái chất liệu, nhìn vào cái độ bóng, cái độ trơn của cái chất liệu, mình sẽ biết nó duyên hay lô. Chứ đừng nhìn vào cái chữ, nếu nó mài nhẵn cái chữ hết, mài nhẵn cái chữ, nhìn vô thì các bạn sẽ thấy hai cái nó giống nhau y chang, cái hồ văn nó không khác nhau gì hết. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn vào chất liệu đó, chúng ta nhìn cái nước của nó rất là trong. Cái thứ hai, nếu nó còn mới nó sẽ cũng rất là trong, nếu nó lâu rồi nó sẽ có vết nứt theo thời gian, tức là nó rạn nứt ở bên trong và nó rạn đều. Còn đối với cái chập lô này nó không bao giờ rạn đều được, tại vì hung lắm là nó vài năm, còn cái này nó phải mấy chục năm rồi cho nên nó rạn đều đó. Thì cách đơn giản nhất để các bạn nhìn vào để biết nó duyên hello, chúng ta nhìn vào chữ da băng là duyên nha. Các bạn nhìn cái chụp duyên, các bạn thấy là nó đều và nó trong suốt, và cái chụp lô thì nó các bạn tái ha, những cái đường hoa văn của nó cũng không có tinh xảo bằng nha. Rồi tiếp theo đây là chụp bông 81 tấm xá. Và tới cái chập của 81 với 78 thì đối với thằng 78 cái nén 81 từ đầu là giữa thì xài chung, tương tự thằng này nó cũng có chữ gia văn các bạn. Đây các bạn nhìn vô cái chập này đó, các bạn thấy có chữ gia văn ở đây, ở dưới này nó cũng có chữ gia văn luôn này. Đây, có chữ giao bằng luôn. Đó, ở đây có chữ giao bằng. Ha. Còn đối với cái chụp lô thì nó không có chữ giao bằng mà nó có chữ quê kỳ AK. Đó, chụp lô thì nhìn cái nhựa nó đã đỏ, còn chụp riêng cái nhựa nó vàng vàng. Đấy. Chào. Đây, các bạn nhìn. Đó, các bạn thấy cắt quắc liền. Rồi. Đó, thì đó là cách phân biệt chập dinh, chập xi nhan dinh lô. À, xin cảm ơn tất cả các bạn. À, những bạn nào còn thắc mắc về cái linh kiện mà phụ tùng viên xe cúp viên hai lô á, các bạn muốn kiểm tra thì mình sẽ kiểm tra dùm cho các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn làm ơn chụp cái sản phẩm dùm mình, chụp gần vô nha. Ví dụ các bạn phải chụp gần những cái chi tiết, những cái thông số phía trên như này, chụp sát vô để mình thấy, mình mới đánh giá nó được viên hello. Chứ nhiều bạn chụp cái hình cái xe xa thiệt là xa, hỏi anh ơi đánh giá giùm em coi cái xe này viên hello. Ông nội tôi đánh giá cũng không được, ra đừng nói là các bạn. Các bạn muốn mình phân biệt giùm, các bạn vô lòng chụp từng chi tiết, thấy không? Chụp từng chi tiết. Ví dụ như này. Ví dụ như cái gấp đi. Muốn biết cái góc viên hello, các bạn phải chụp sát vô như thế này để mình coi cái vết hàng nè, coi cái nước sơn nè, thôi coi những cái ký hiệu trên xe nè. Đó các bạn, một cái chi tiết như vậy, các bạn chụp giúp mình 3-4 tấm chụp sát vô thì mình mới giúp các bạn phân biệt được. Chứ có những bạn đứng ở Việt Nam để cái xe bên Mỹ chụp cái phạt xong, anh ơi coi thử nhìn cái xe em viên Zalo. Trời, muốn biết viên Zalo mình phải chụp sát vô, chụp cùm nè, chụp ghi đông nè, chụp đồng hồ nè, chụp mặt nạ nè, chụp vè nè, vè phải chụp trong, chụp ngoài nè, lóc máy phải mở cái bẩn ra, chụp cục máy nè, chụp cái ron này, chụp thông số này, chụp cà vẹt,
dỡ cái yên lên, chụp bình xăng, chụp nắp xăng, phải để sát vô mới thấy được, để xa là không có thấy được. Cho nên nhiều bạn gửi hình qua Zalo bảo mình giúp mình cái xe này đi Zalo, nhiều khi mình không muốn trả lời tại vì nó vô ý nghĩa. Các bạn muốn mình giúp, các bạn phải nhiệt tình, các bạn nhiệt tình chừng nào các bạn nhiệt tình mà mình không trả lời luôn, các bạn nói gọi này, nhưng mà không có một tí nhiệt tình nào mà biểu giúp mình phân biệt xe trên Zalo thì mình cũng hơi buồn. Ok, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video của mình ý nghĩa, các bạn bấm vào nút đăng ký phía dưới, đồng thời các bạn share cho những người anh em của các bạn xem để hiểu được cách phân biệt những cái linh kiện riêng Zalo xe cúp nha. Và bên mình cũng chuyên bán linh kiện phụ tùng riêng xe cúp. Xe cúp của các bạn thiếu món nào liên hệ với mình, bên mình có bán hết tất cả. Rồi, và câu cuối cùng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng xem và nhớ like và bấm cho mình một like, đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.